đó cũng y như Phật dạy, Phật ông dạy, Đức Huynh Giáo Chủ cũng dạy, phải sốt sắng lo làm ăn, cần kiệm tu hiền chân chất, sốt sắng lo làm ăn cần kiệm thì không. Cho nên mình phải định tâm tỉnh trí xét đoán, dầu cho có tới là tới cái đời của mình, hết thở là tiêu cái đời của mình, thì bây giờ trong khi mình còn hơi thở mình phải làm cái gì cho ít nước lợi dân, như vậy mình mới xứng đáng là một công dân tốt. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Tướng Dũng và ông Năm Râu Dài thân ái mến chào tất cả vị. Xin chào. Chúc cho quý vị có buổi sáng tốt lành, thân tâm lạc. Dạ, xin chào ông Năm ạ. Dạ. Dạ, kính thưa ông Năm, hôm nay ông Năm có khỏe không ạ? Khỏe. Dạ. Cũng hơn một tháng rồi con mới trở lại thăm ông Năm. Thì hôm nay con có một số thắc mắc của bà con xa gần, cũng là muốn đến đây để nhờ hỏi ông Năm là ông Đài những cái thông tin trên mạng ông Năm là có đăng các vị cư sĩ nói về giải về thiên cơ của các sấm, nhưng mà lại nói là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đời tới nước dân lửa cháy dịch bệnh chiến tranh, làm cho bà con mình người ta cũng rất là hoang mang, rồi điện thoại hỏi con là có thật hay không mà mấy ông nói như vậy, và đồng thời làm cho bà con mình cũng hoang mang quá ông Năm. Thì con không biết là trong những cái sấm của các ngài tiên tri đó ông Năm, không biết là có nói về tháng này tháng kia như là các vị đó đã phao tin hay không, mà làm cho cộng đồng đang xôn xao về vấn đề này. Thì hôm nay con xin kính nhờ ông Năm giải đáp cho bà con mình được nghe chung ạ. Dạ, kính mời. Trong các sấm của các đấng tiên tri, các chư Phật chư Thánh đã hiển đạo, liễu đạo và đã thấu đáo được cái thời thế của nhân sanh ngày hôm nay sống trong cái cảnh khổ, nhưng mà các ngài chỉ cho mình biết là ráng lo sốt sắng làm ăn tu hiền chân chất, làm liều điều lợi ích cho mình và cho mọi người, lợi ích cho nước cho dân, chứ không phải là các ngài là khẳng định ngày này tháng kia năm nọ. Nhưng mà mình coi sấm, mình hiểu lý để mình lo mình tu, chứ không phải mình coi sấm để mình bàn thiên cơ thời cuộc. Bàn làm được cái gì mà ai là cái người biết trước ngày mai? Ông Phật chính Đức Huynh Giáo Chủ ngài nói này, ai mà biết trước ngày mai, ai mà biết được ngày mai, thì cái chuyện ngày mai không biết mà nói đó là quá hỗn láo. Tôi cho những cái thành phần đó dầu họ tu kiểu nào, pháp môn nào, thì họ đưa ra những cái lời lẽ như vậy đó là họ làm cho tinh thần của nhân dân trong nước cũng như nhân loại nghe phải giật mình. Bởi vì cái chiến tranh này nó đã trải qua rồi, ai cũng quá sợ rồi. Người ta đang cầu nguyện hòa bình, quốc thế dân an, các cuộc lễ hội đến để lo mà cầu cho trời Phật ban ân cho nhân loại chúng sanh được sống bình yên, lo làm ăn, lo là kinh tế gia đình, rồi kinh tế là quốc dân, để cho nước mạnh dân giàu, cho qua cái cơn nghèo đói. Mà lại đi tiên tri mà nói cái kiểu đó là nó dốc nó láo, nó gây nguy hại cho cái sự xôn xao, cho là nhân dân quần chúng là bị mất đi cái tinh thần mà lo lắng làm ăn. Họ nản chí, họ buông xuôi rồi, kinh tế này ai lo, đất nước này nghèo đói ai vô đây gánh chịu. Những người nói như vậy là những người không biết gì hết. Không có ông Phật, ông Tiên, ông Thánh nào mà khẳng định ngày giờ năm tháng. Mà chính Đức Huynh Giáo Chủ hồi xưa người ta hỏi Đức Huynh Giáo Chủ chừng nào là tới Hội Long Hoa, ngài có một bà già hỏi đó. Long Hoa hội ấy còn xa, nếu mà hội ấy hậu gần thì ta là không ta xuống trận làm chi, bởi vì còn xa,
mà cái xa này không biết trăm năm, ngàn năm hay là mấy chục năm không biết. Nhưng mà nghe nói người ta bây giờ đó là tu, nghe theo lời của Ngài, ăn hiền ở lành, làm điều ngay thật, biết thương yêu nhau, đùm bọc với nhau. Ông bà tổ tiên mình cũng đã thường nói, thương người như thể thương thân. Thì bây giờ mình coi người ta như là mình như người ta, trong người ta có mình, trong mình có người ta, tức là tình đồng bào và tình nhân loại phải thương yêu nhau. Quên cái câu là bầu ơi, thương lấy, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, đó là tình nhân loại đó. Còn tình đồng bào thì ông bà tổ tiên mình cũng nhắc, nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Tại sao mình không lo làm cái gương hạnh đó, những cái sự tốt đẹp đó, mà mình nói chi những cái điều hoang mang gây cho nhân dân quần chúng phải là không hiểu như thế nào, rồi xáo trộn, rồi là buông xuôi, không lo làm ăn. Cái đó con người của mình phải là kẻ tội đồ không? Mình tu có giống gì? Phật người ta biết, người ta nói để cho mình lo tu thôi, chứ người ta không có khẳng định ngày giờ năm tháng nào hết. Long qua hội ấy còn xa, nhưng mà tương lai sẽ có một cái hội như vậy. Thì giống như cái cuộc chơi của thế đời, là bày ra những cái cuộc thể thao như là đội tuyển Việt Nam đó. Bây giờ người ta muốn tuyển chọn một cái tuyển thủ của một là đất nước, đại diện cho một đất nước, thì người ta tuyển thủ các cầu thủ từ ở dưới hạ tầng cơ sở, từ ấp, xã, huyện, tỉnh, khu bộ lên trung ương, thì ta mới thành lập ra một cái đội tuyển quốc gia đại diện cho là quốc gia Việt Nam. Thì đã trải qua biết bao nhiêu cái sự huấn tập mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, không rời sân cỏ. Còn mình người tu không lo niệm Phật, không có ăn hiền ở lành, không lo làm điều lợi lộc cho nhân sanh và cho mình và cho mọi người cùng lợi lạc, mà đi nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi tới hội mình có được xứng đáng vô không hay là bị loại. Mình tự xét mình đi. Phật nói vậy để cho mình cố gắng, mình ráng lo, sốt sắng làm ăn, tu hiền tu là chân chất, sốt sắng, cần kiệm sốt sắng thì không bị đói nghèo, sống là ngay thẳng, là gọi là liêm chính, tức là trong sạch, sống vô tư, là gọi là không thiên lệch, mà sống là tích cực, chuyên lo. Là tất cả những cái công việc đều là chí công, thì cái đó làm hết sức mình để mà đem ra ít nước lợi dân. Thì những cái đó như lợi Bác Hồ dạy đó, trong là cần kiệm liêm chính chí công vô tư đó, cũng y như Phật dạy, Phật ông dạy, Đức Huynh Giáo Chủ cũng dạy, phải sốt sắng lo làm ăn, cần kiệm tu hiền chân chất, sốt sắng lo làm ăn cần kiệm thêm không. Cho nên mình phải định tâm tỉnh trí, xét đoán, dầu cho có tới là tới cái đời của mình, hết thở là tiêu cái đời của mình. Thì bây giờ trong khi mình còn hơi thở, mình phải làm cái gì cho ít nước lợi dân, như vậy mình mới xứng đáng là một công dân tốt, một người con có hiếu với dân, trung can nghĩa khí với nước. Còn nay mình nói như vậy là tầm bậy, rồi người nghe mà sợ như vậy thì cũng là bậy luôn. Cho nên tôi mong rằng cô bác anh em xa gần, từ trong nước cho tới trên cái quả địa cầu này, không nên nghe những cái bọn này, mà mình phải tỉnh táo lo làm ăn, để không khỏi cái nghèo đói, khỏi ai phải tương trợ cho mình. Mình nghèo thì bao nhiêu người khác ở tròm xóm người ta đâu có để cho mình nghèo, người ta phải lo cho mình thì phải khổ cho người ta không. Thì bây giờ mình phải tự lực để lo cho mình có ăn, rồi dư giả giúp đỡ cho những người khác, đó là tình tương thân tương ái, đó mới là cái đạo chân chánh, nó là như vậy. Chứ còn họ không biết những cái lời họ nói tầm bậy tầm bạ, cho nên cũng tha thứ cho họ, nhưng mà họ nghe được, họ biết được, họ phải thức tỉnh cải hối để phải tự sửa. Đừng có nên nói những cái lời đó,
Bởi vì nhất ngôn khả dĩ ân bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói yên nhà lợi nước, mà một lời nói làm cho gian sang sự nghiệp phát tiêu. Đó là lời nói của vũ trụ ngày xưa đó. Thì bây giờ mình nên coi những cái đó để mình học hỏi và ngăn chừa. Phải là học những cái gương màu tế hạnh, những cái sự tốt lành. Hãy là soi những cái gương thiện mà treo trước mắt mình để mà mình nhìn đó, mà mình là hành thiện cho nó tốt đẹp, cho nó ít nước lợi dân, chứ đừng có bày ra nói những cái chuyện đó nữa. Tôi làm những điều thiện lành để mà chữa lỗi lầm cho mình, chứ đừng đem tuyên truyền những cái điều đó nữa. Tôi có ý khuyên nhắc nhở, mà nếu các vị mà không là ngưng lại, không chịu là hồi tâm chuyển hướng, thì tôi bảo đảm rằng có chính quyền người ta làm việc. Bởi vì người ta cầm luật pháp, người ta biết được, người ta là nắm vận mạng của đất nước, lèo lái một con thuyền dân tộc, thì người ta có cái định hướng, ta có lo bàn, ta đi biển ta biết, ta đi rừng ta biết.